Kính chào quý vị thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là ngày thứ ba, Bảo xin thông báo Tết nay chúng ta làm những cái phần quà gửi đến bà con nghèo và khó khăn. Mọi người nếu như ai có lòng hảo tâm, hãy liên hệ qua Bảo với Zalo là 035 34 34 368 để góp những phần quà cho bà con nghèo và khó khăn trong việc Tết năm nay. Rồi thì trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện xa xưa về ma trành rất là hay. Thì sau như cái lần mà ông thầy Mo ở trong xóm đó, là đi qua nhờ ông thầy Mo Nia ở cái xóm cái bản khác, thì khi mà ông tới ông xem và ông phán rằng là ông nghĩ rằng là con cọp tinh là kiểu mà như nó về nó trả thù, và cái người mà nó nhắm đến á khả năng là ông hai. Nhưng mà do ông hai thì nhầm khi ổng là cái người mà đã từng hạ sát rất là nhiều con cọp, cho nên á là khi mà cọp mà khi nó thấy bóng dáng ổng là hình như nó muốn sợ rồi, mà cho nên là dù con cọp tinh này nó về nó trả thù nhưng phần nào á nó cũng chưa dám chắc làm gì được ông hai. Vì vậy mà nó cố ý nhờ vào cái sự dẫn dụ của ma trành mà nó bắt những người trong làng trong xóm để cho ông hai phải đi tìm và đi vào trong cái lãnh địa của nó vậy đó. Thì sau cái lời mà phán của ông thầy Moni đó một thời gian khoảng 10 ngày, thì thầy Moni đó ở lại hợp sức với ông thầy Mo để làm nên những cái bùa chú rồi rình rập nó cũng như là bẫy nó vậy đó, chờ đợi cơ hội mà nó xuống để mà dẫn dụ nó. Nhưng mà cuối cùng thì trong suốt 10 ngày đó hoàn toàn không hề thấy cái bóng dáng nó xuất hiện, kiểu như nó khôn hay nó biết sao không biết, nhưng mà không thấy nó xuất hiện. Thì mọi người mới đoán rằng theo như cái lời ông thầy Monia thì đây là con hổ tinh mà trên người của nó đi theo nó đó là có cả hai con ma trành, không tính cái trường hợp của cái người anh đã bị bắt trước đó. Thì với hai con ma trành này, ông đoán rằng nó đủ cái độ mà khôn tinh ranh để có thể phát hiện ra và giúp cho cái con cọp tinh đó nó tránh né, không có thể nào bắt được nó. Thì thầy Monia cũng phải về làng, về bản của ổng. Thì sau 10 ngày ổng về, mọi người thì làm theo những cái gì mà ông Monia với ông thầy Mo hai ông hợp sức với nhau chỉ đạo sao thì làm theo như vậy. Thời gian cứ vậy mà nó trôi khoảng 3 tháng sau. Thì trong vòng 3 tháng này lâu lâu có trường hợp nó ngấp nghé nó xuống, nhưng mà nó lại không chịu xuống. Nó ngấp nghé vậy thôi chứ nó không xuống. Thì cái vấn đề này á là một cái vấn đề nan giải. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó rình mò và biết nó gần ở đó đó, thì bà con ở trong xóm, trong bản sống nhờ vào cái nghề đi trong rừng. Mà nó cứ như vậy hoài đó thì giết rồi đói chết thì sao? Không đi săn bắt này nọ, không đi hái này nọ hay chặt củi đốn cây gì đó thì làm sao mà sống? Thì sau 3 tháng gần như là những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm ở trong xóm, trong bản này nọ đó gần như nó cạn kiệt rồi. Cái này là buộc lòng phải đi, nhưng mà đi thì khả năng chết rất là cao, thành thử ra mọi người vẫn còn đang do dự. Thì lúc đó đó ông hai ổng mới lợi, ổng nói với bà con, ổng nói là chuyến này á tôi nhất định rồi là tôi phải đi vô trong đó, tôi sống mái với nó một phen, kiểu như là ổng muốn liều mạng với con cọp tinh đó một lần. Thì bà con người ta hết sức khuyên, bởi vì người ta biết á con cọp bình thường nói là ông hai ổng giỏi thì giỏi, một hai con không làm được gì ổng, nhưng đối với đó là những con cọp bình thường, còn đây là một con cọp thành tinh mà bên cạnh nó lại có ma trành nữa, còn bản thân ông hai thì không biết bùa thì làm sao mà tránh né được con ma trành.
Bây giờ có nhờ vô ông thầy mò để mà đem bùa chú này nọ theo thì cũng chưa chắc nó có hiệu lực nhiều so với hai con ma trành đó. Vì khả năng hai con ma trành này cái kiểu như nó theo con cọp quá lâu, rồi khả năng nó cũng sắp thành tinh hay sao rồi, cho nên nó là nó không có chịu đi và nó theo nó giúp đỡ cái con cọp tinh đó, thì nó cũng được hưởng bằng cái sinh mạng của người sống. Người ta mới khuyên ông mà không cho. Thì cuối cùng ông hai mới nói bây giờ á, tôi biết ý của bà con cũng thương tôi, cho nên là không muốn tôi đi mạo hiểm. Nhưng mà cái vấn đề này á, nếu mà không giải quyết thì xem chừng bà con mình á, không chết vì cọp cũng chết vì chết đói à. Lời ông hai nói là thực tế, không có sai. Thì bây giờ bà con người ta mới nói là cho ông hai lựa một số thanh niên ở trong xóm để đi cùng với ông hai lên trên đó. Thì ông hai thì bản thân ông không muốn đi đông đâu, bởi vì ông nói lần này ông đi á, lành ức dữ nhiều. Mà đối với cọp tinh á, thì số lượng người đông thì nó càng thêm rối. Bản thân ông thì có thể xây sở này nọ, nhưng mà do bà con người ta không có yên tâm, người ta nói là ông đi thì ông phải có người theo giúp đỡ ông thì người ta mới chấp nhận. Thì cuối cùng ông hai mới chọn ra được là bốn cậu thanh niên. Thì bốn cái cậu này cậu nào cũng giỏi chứ, và trên người cũng được ông thầy mo sơn bùa vào, ngay cả ông hai cũng được như vậy. Thì họ mới bắt đầu cái cuộc hành trình đi sâu vào trong rừng với cái ý định là tiêu diệt cái con cọp tinh để đem lại cái sự an bình trong xóm. Thì cái hành động này á, nói ra là một cái điều rất là cao cả so với bà con trong xóm, nhưng chung quy chúng ta nghĩ lại á, thì cũng chỉ là một cái chữ thù thôi. Người giết vật thì vật nó báo oán, mà những con vật như con cọp thì nó linh tính nó quá cao rồi, vậy là khi nó ăn mạng người nhiều quá đó thì cái nó thành tinh đó. Thì cái cuộc đi này á, mọi người chuẩn bị đâu đó rất là kỹ lưỡng, và cái người nắm quyền chủ đạo đương nhiên là ông hai. Thì khi đi, họ không đi thẳng vào trong rừng một mạch một, mà họ sẽ đi quanh quăng cái bìa rừng đó đó. Đến khi xác định là không thấy nó ở cái khu vực này thì bắt đầu mới tiến từ sâu vô. Thì cái cách đi là đi như vậy. Thì cứ ngày đi là đêm nghỉ, đến chỗ nào phát hiện ra dấu vết của nó hay là chỗ nào có cái nghi ngờ gì đó thì sẽ bám trụ lại và đặt bẫy. Tối thì leo lên cây rình mò, và tuyệt đối ông hai nói là không ai được bước xuống dưới đất khi vào ban đêm. Và ban ngày á thì ông hai ông có thể ông mắt ông này nè, ông tin nó, mắt ông tin lắm rồi, kinh nghiệm của ông này nọ đó, thì ông có thể leo lên cây ông dòm đó, rồi ông phán đoán này nọ thì đi xung quanh ông không sao. Còn ban đêm ban hôm là không được đi xuống, bất luận giá nào cũng phải ở trên cây. Thì cứ như vậy cái ngày qua ngày là đâu khoảng 5-6 ngày như vậy là không có tìm được con cọp. Nhưng mà trong sau 5-6 ngày nay nè, những cậu thanh niên thì cậu nào cậu nấy kiểu mà nhiệt quyết nó dâng cao đó, rồi đi vô hoài 5-6 ngày rồi mà cũng không thấy nó, từ từ cái tuổi trẻ mà, thì cái sự lơi là nó sẽ có. Ông hai ông thấy như vậy đó, một mặt thì ông giống như ông xúc động tinh thần của mọi người, mặt khác thì ông rất là rầu rĩ. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nghiệm của ông khi mà đi sâu vào rừng khoảng độ chừng mình nói như bây giờ này là cỡ 2 cây số đi, thì với lẽ thường mà nói á, thì chim rừng mỗi lần nó nhiều lắm, con vật này con vật nọ cũng rất là nhiều. Vậy mà bây giờ kiếm một cái để bỏ bụng nó lại khó khăn. Hồi trước thì chỉ gầy vài cái bẫy đơn giản của ông hai thôi, thì đừng nói là ăn, có nước vát đem về. Còn đằng này chỉ có 5 người mà tìm cái ăn nó cũng khó, thậm chí có ngày á phải đào củ để mà ăn. Thì cái vấn đề này nó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng khi con cọp tinh nó về đây rồi đó, thì sau 3 tháng, 4 tháng gì nó hoành hành ở đây á, kể như là những con vật khác, nó không dám ở. Nó không dám ở. Nó phải lẩn trốn, thậm chí là nó đi sâu chỗ khác chứ nó không dám ở xung quanh khu vực này. Bởi vì xung quanh khu vực này là cái khu vực của con cọp tinh nó về, và nó canh me cái làng, cái xóm.
Và nếu như vậy á, thì cái việc mà phát hiện ra nó khó càng thêm khó. Bởi vì theo kinh nghiệm của ông hai, dựa vào những cái, thí dụ như mình nói đơn giản vậy đi, vào rừng nó như một cái khu rực vực rừng đó nó bình thường, thì con vật này con vật đó rồi nó đào hang hoặc là nó ẵn nó làm ổ ở trên cây đó, thì mình giờ mình thấy mình biết, và cái khu vực nào nó cũng bình thường như vậy, chỗ nào cũng có, đến một chỗ nào nó vắng và chim rừng nó không dám hót rồi đó, thì mình nghi ngờ là con cọp nó nằm ở khu vực đó, thì mình có thể mình gài bẫy gần khu vực đó. Còn cái này á là đi vô chỗ nào nó cũng vắng á, cũng như như nhau hết trơn á, mà con cọp tinh mà nó đâu có để lại dấu vết cho mình dò. Thành thử ra kể như là 5-6 ngày trời đều thấy trong rừng nó yên ắng như vậy, là ông hai nghĩ cuộc hành trình này vô cùng khó khăn rồi, mà không dám đi thiệt sâu vô. Bởi vì sao? Đi thiệt sâu vô, quá sâu ở trong đi, thì những cái khu vực mà mình chưa có lắng chân tới đó, địa hình mình không biết, rồi xa làng xa xóm quá, đến khi mà trở lại rồi biết bà con có gặp cái gì nguy hiểm hay không. Trong lòng ông hai ông phân vân rất là nhiều điều. Thì tuy là nghĩ như vậy nhưng mà cuối cùng đi thì cũng phải đi thôi. Thì sau 3 ngày nữa thì mới đầu là đi vô trong một cái chỗ này. Cái chỗ này thì nó cái kiểu như là có thể là nó thấp, cho nên là mặc dù ở trên đường chính á, nó vẫn có những cái chỗ nước, có những cái chỗ nó bị ngập mà phải lội nước qua. Thì đi thì mình sẽ chọn những cái vị trí cao hơn để mình dầm qua. Có điều á, đi vô thì ông mới thấy á, ông hai ông mới thấy là ở dưới mấy cái chỗ mà ngập á các bạn, cái chỗ mà cây cỏ đồ nó bị thấp á, rừng nó ngập lên á, thì có những cây nó cao hơn mặt nước và nó bị gien ra những cái đường, giống như thể là ông hai ông si đoán là con cọp tinh này rất là lớn và con vật ở trên bờ á, thì nó lẩn tránh, còn những cái con vật mà theo đường nước này nọ rồi nó chủng lại nó ở trên đó đó, thì nó xuống đó nó bắt nó ăn. Vì trên bờ thì mấy con vật khác sợ nó quá rồi, nghe cái hơi của nó thôi là nó sợ rồi, lẩn trốn, mình khi nó cũng phải đói, nó phải xuống đó nó ăn. Thì lúc đó ông hai mới đưa ra cái quyết định và suy nghĩ rằng là con cọp nó ở quanh đây, nó ở quanh cái đường, theo cái đường nước này nè đó. Cái đường nước thấp này nè, là cá này cá kia nhiều thì nó mới ở đây để nó canh nó bắt. Mà hồi đó đó thì cái việc mà giái cá đó các bạn, con giái cá mình bây giờ nè có rất là nhiều trong rừng nha, và nó nhiều khi nó di cư chỗ này chỗ nọ, nhưng mà ông hai ông dòm ra là ông thấy là giái cá nó không có đi lẻ, nó đi bầy không à. Mà thường á, cái đặc tính con giái cá với cái sự hiểu biết vào thời điểm đó thôi nha, chứ mình không nói bây giờ, thì nó đi thành bầy, và khi mình phát hiện nguy hiểm thì nó rất là động lòng. Gần như nó đi bầy là nó không sợ những con vật khác ở những cái chỗ nước cạn như thế này. Mà ban ngày nó hay lắm, nó núp một cái các bạn không có tìm ra, không có thấy nó đâu, phải có kinh nghiệm lắm mới biết nó. Nhằm khi cái bầy nó đi cả mấy trăm con á, nhưng mà ban ngày mình dòm thấy niềm vui à. Đó thì ông nghi ngờ là chỗ này nó có trái cá nhiều, cho nên là cọp nó xuống nó bắt, cọp tinh nó xuống nó bắt. Đó thì ông mới kêu mọi người là tìm một cái cây cao, rồi 4 người lên trên đó, còn bản thân ông hai á thì ông ở một cái cây cao cũng gần đó rồi, trong tầm nhìn thôi. Thì ông giữ một cây, 4 người đó giữ một cái cây cách nhau độ khoảng chừng 100 thước hả. Thì dọn chỗ để mà nghỉ ngơi trên đó, một lần cây cổ thụ trong rừng thì thôi đâu các bạn, ô nó nhiều dữ lắm, leo lên trên mấy cái nạng đó nằm tỉnh bơ đó, thì lên trên đó mới đục đẽo này nọ thành cái chỗ ngủ đó. Giờ bắt đầu cái giấc trưa mới đi bắt con này con kia rồi đem về đang lót dạ. Thì đến chiều, cái giờ chiều mà cứ bằng sập tối đó, ta nói rái cá nó kêu, nó có một giống như một con đầu đàn hay sao á, nó rú cái tiếng kêu nó lên là bắt đầu cái mấy con kia nó phật lên, nó lội các bạn ơi, rào ở dưới á, quá trời quá đất luôn. Thì họ ở trên cây thì vẫn ở trên cây thôi,
Mà các bạn nên biết là 7 bột là đã đặt rồi nha. Đặt đương nhiên là không đặt dưới nước rồi, đặt vòng vòng ở khu vực trên bờ á, để nhằm khi con cọp tinh nó đi vô rồi nói. Nhưng mà ông hai ông nghĩ á là con cọp tinh này không thể nào đặt những cái bẫy thông thường này con ma chành nó chỉ hết trơn. Sao mà bắt được nó? Muốn bắt được nó là phải dùng mồi nhử. Mà mồi nhử là ai? Ông hai cố tình ở một cái cây khác không chung với bốn người kia đó, là các bạn hiểu rồi. Ông dùng ông chính ông làm cái mồi nhử. Bảy chỗ nào ông biết, và ông căn dặn bốn người này là dù cho ông có xảy ra cái chuyện gì là cũng phải ở trên cây không có được xuống. Chừng nào mà ông kêu mới được xuống. Nhằm khi ông làm cho nó dính bẫy hay này nọ đó, rồi ông la lên thì xuống để mà tiếp tay với ông. Còn bình thường là một mình ông len lỏi trong bóng tối. Và ông không cho ai đốt lên một cái đuốc nào cả. Tối hù tối thui như vậy. Còn bùa chú á, là ông thầy mo ông dạy làm sao? Khi mà cầm bùa đọc cái gì thì phải ngồi trên đó đọc. Đó, thì trời sụp tối rồi thì cái đàn rái cá đó nó mới hoạt động. Nó hoạt động đâu khoảng chừng một tiếng mấy đồng hồ á. Nó ăn cá này cá nọ rồi nó rượt nó bắt làm sao á. Tới chừng mà nó giống như nó no đi thì lại nghe một cái tiếng. Cái tiếng rú của nó là giống như nó kéo đàn về. Đó thì mọi thứ là trở nên im phăng phắc. Nó hay như vậy đó các bạn. Cho đến khoảng chừng 30 phút sau nữa thì ông hai ông ngồi trên cây. Ông dòm cũng không thấy. Một hồi sau cái ông mới thấy là hai con mắt của con cọp tinh á. Ban đêm ban hôm á, thường thường nó có mắt của mấy cái con vật á, là ban đêm ban hôm nó sẽ chuyển cái màu theo kiểu là xanh xanh và sáng lắm. Còn riêng con cọp tinh này ông dòm thấy cái màu đổ lợm là ông biết rồi, nó bắt mạng quá nhiều người rồi, cho nên là cái sát khí của nó mới lớn như vậy. Mà nó ở phía xa, ví dụ như cái cây của bốn cái cậu kia là ở đó, ở vị trí bên tay trái đi, thì thẳng tới cái cây 100 thước tới cây của ông hai, thì phía sau lưng ông hai á, cái tầm nhìn phía sau lưng ông hai là ông gặp nó đứng, nó rình đằng kia, nó dòm lum lên ông luôn. Nó dòm ông luôn chứ, ông trên cây mà nó dòm lên ông luôn. Ông thấy nó rồi, mà ông thấy nó đứng đó hoài à, nó không chịu lợi. Ông mới nghi, ông nói vậy là, ông nói thầm trong bụng á, cái kiểu là vậy là con ma chành chỉ nó. Con ma chành chỉ nó bảy biết đâu mình đặt. Cho nên nó không dám lại gần. Nó đứng từ xa nó dòm mình. Thì bây giờ mình muốn bắt được nó mình phải dụ nó. Muốn bắt được nó phải dụ nó. Cái ông mới lòn qua cái phía sau cây. Nắm dây leo rồi ông đu xuống. Mà các bạn biết ha, cây cối trong rừng mỗi lần thì nó dữ lắm. Cách 100 thước ban ngày mình dòm còn thấy nhau là khó khăn lắm mới thấy nhau á. Còn mà ban đêm ban hôm cây cối nó bự nó che hết trơn à. Ông lòn ra phía sau à, ông tuột xuống á, là kể như là mấy người bên kia không hay không biết. Là ông mới tiến dần lại gần cái hai con mắt cọp. Nhưng mà nói là tiến dần lại không phải là các bạn cứ vậy là đâm thẳng tới đâu nghe. Vậy là tự sát á. Mà phải ông hai ông dòm. Ông đi gần là cái cây này ông sẽ dòm. Ông dòm cái cây này là ừ. Cái cây này có dây làm sao. Buổi trưa buổi chiều ông đã dòm trước rồi. Bởi kinh nghiệm người đi rừng người ta giỏi hơn là như vậy. Ông đã dòm hết là cây cối chỗ nào. Có thể à, trong cái lúc nguy cấp á, là mình đu làm sao, đu hướng nào. Tại vì một cây cổ thụ nó lớn dữ lắm các bạn. Nhằm khi cái chục người ôm á, 7-8 người ôm mới giáp được cái nhằm khi mười mấy người nữa. Thì cũng sẽ có cái chỗ mà các bạn đu bám để có thể lên trên cây được một cách nhanh nhất. Thì từ nguyên một ngày hôm đó là ông hai ông dòm kỹ dữ lắm rồi. Tối ông mới nghiệm lại. Ông vừa đi tới cây này cái ông nghiệm ừ chỗ đó vậy. À, mình có thể đu cái này mình chạy nếu như trường hợp mà mình làm không lợi nó. À, còn phía trước có chỗ trống. Cái chỗ trống đó trống quá trống thì bất lợi cho mình. Mình thì vô vào cái khu vực hẹp á, thì mình sẽ nhanh nhảo hơn nó. Mình dụ ra chỗ đó mình đánh. Rồi mình đánh đó là vậy đó. Rồi mình sẽ dụ dần nó lại gần mấy cái bẫy. Mà bẫy thì mình đã đặt cái dù, mặc dù ban đêm nha. Nhưng ông đã đặt những cái cây lá ông cột lại á, ông làm dấu á, thì ông sẽ tránh né được những cái đó. Tránh cho bản thân ông rơi xuống bẫy. Là nghiệm trong đầu hết trơn rồi. Vì vậy mà khi đi á, là cứ
xéo qua xéo lại xéo tới xéo lui chứ không đi thẳng. Ông thấy nó rõ ràng mà trước. Ông tiến dần 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 lại hoài. Nhưng mà đến khi cái khoảng cách nó gần á, còn chừng 50 thước á, là tới nó rồi á, thì ông nhận thấy cái khu vực chỗ này á, ngoài cái bên trái là nước, bên phải á, bên phải là cây cối này nọ mà những cây cao không có gì, nó không bị ngập á, thì nó sẽ khả năng nếu mà nó muốn tấn công mình á, thì nó sẽ nhảy qua những cái đường đó nó là nó tấn công ông. Thì ông đương nhiên phải chọn cái vị trí phải cao hơn nó. Nếu mà nó phóng xuống cái đường đó là ông phải đứng cao hơn nó. Chứ thấp hơn nó dồ trên dồ xuống né không kịp đâu. Cao hơn nó thì mình cũng có thể nhảy chéo qua nhảy chéo lại, chứ thấp hơn nó mình nhảy sao? Nó trên nó đáp xuống mình, dưới mình nhảy lên mà. Sao mà làm lợi nó? Ông mới canh. Thì nó đứng đó hoài. Lúc này ông lợi ông thấy rồi. Ông thấy là con cọp nó bự rồi. Nãy phía xa chỉ dòm thấy đôi mắt thôi, bây giờ lại gần thì thấy nó là tính nó người bình thường đó các bạn. Dòm thôi là rụng chân tay rồi, rụng rời rồi, sức đâu mà đấu với nó. To như một con bò vậy đó. Mà con cọp á, cái dù con bò các bạn nhìn ba lớn vậy đó. Nó đã thấy ớn ớn rồi. Nhưng mà đằng này á, con cọp, cái sắc của nó đó, cái sắc với lại cái sự oai nghi của chú Sơn Lâm mà, là nhìn nó ghê gấp trăm lần mà nhìn cái con bò. Và với cái sức lực của nó thì thôi đi đừng nói tới. Con người mình cỡ như ông hai đó mà dòm là thấy là cũng chột dạ đó. Nhưng mà đã quyết tâm đi tìm nó rồi thì phải vô trong đây là phải tìm cách dụ nó lợi đằng bảy đằng kia. Chứ bây giờ là có ma chành giữ nó rồi, nó không có lợi đâu. Ông nghĩ như vậy. Thì ông mới đứng ở chỗ đó ông giằng co với nó. Lâu lâu cũng lấy đồ chọi ra, lấy ra chụp vài ba cái cục đá hay là cái gì đó, cây cối gì đó chọi lại nó thử coi nó phản ứng sao đó. Thì nó cũng chơ chơ vậy các bạn, chơ đứng vậy đó, cho nên là ông không dám, ông đâu dám tấn công ngay lợi. Nó đứng nó chờ sẵn đó, đi lợi nước nạp mạng á, chỉ là lợi dụng địa hình này nọ bù lại cái sức thôi. Bởi vậy cái sự giằng co của ông hai với con cọp ta nói suốt gần một tiếng đồng hồ mà chưa bên nào dám động á. Mà con cọp nó cũng đứng chơ chơ nặng á. Thì trở lại đằng đây bốn cái cậu thanh niên này các bạn đang ở trên cái cây á, đang ở trên cái cây để mà canh chừng này nọ, thì họ không có thấy con cọp. Họ không thấy con cọp rồi lâu rồi, tiếng mấy hay gần 2 tiếng đồng hồ mà không có nghe ông hai ông rung cây hay là ông báo hiệu. Thì nó ủa sao nãy giờ không lẽ ông hai ông ngủ mà ông ở bên cây bên kia rồi ông không có phát ra cái ký hiệu gì cho mình biết hết trơn. Tại vì ban đêm ban hôm á, khi mà họ thoại với nhau họ không dám nói, tại vì cũng sợ ma chành nó nghe. Là họ chỉ có thể là họ rung cây á, ví dụ như rung ba cái là bây giờ tao cũng bên đây bình thường. Còn rung hai cái là thí dụ như thôi chia nhau đi nghỉ, hay là rung một cái á là ví dụ nghe, bảo ví dụ đại loại vậy đó, là bây giờ đi nghỉ ngơi đi, rồi mình tao chịu được rồi, theo kiểu như vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà lâu rồi không có thấy ông rung cây rung gì hết trơn. Thì họ mới nói thôi bây giờ mình không có lên tiếng được, bây giờ mình làm ký hiệu ra trước đi. Thì họ thí dụ họ rung ba bốn cái đi, họ nói rung bốn cái cũng như là hỏi bên đó có động tĩnh gì không chú hai. Thì họ mới nhắm ngay cái nhánh cây đó, họ rung bốn cái. Mới dòm là cái nhánh cây mà ông hai nói, thí dụ như ổng mà có đáp lại thì ổng sẽ dung cái nhánh đó, thì họ sẽ dòm sâu vô cái nhánh đó, dòm sâu vô. Và ban đêm ban hôm mình dòm đâu có rõ, nhưng mà chỉ cái dung lắc thôi thì ổng thấy rung thì nghĩ là ông hai còn bên đó, thì lúc này mới yên tâm. Cái không có động tĩnh gì cho nên bốn cậu này cũng mới nói với nhau là thôi bây giờ hai người ngủ hai người thức đi, lỡ ông hai ổng cần gì thì kêu dậy. Thì họ chưa kịp nằm gì hết trơn á, thì họ mới nghe cái tiếng á, nghe cái tiếng á nghe, là ở yên, đừng có xuống. Họ nghe vậy đó, mà cái tiếng nó phát ra từ phía sau lưng họ. Nhưng mà trước mặt họ là 100 thước là cái cây của ông hai, thì phía sau lưng họ nghe cái tiếng vậy đó. Giống như nói từ trong gió vậy đó, nói vậy đó. Cái ông này ông mới khều ông kia, ông nói là ơi mày nghe không, hình như có ai đứng trên kia nói mình đừng có xuống, mà nói có một tiếng một
Thì mấy ông này mới nói là trời ơi mình nghe lầm, mà tao cũng nghe mang máng giống vậy, nhưng mà cho con cái là giờ này mà ai giờ này á chỉ có mình với ông hai bên kia thôi, mà bùa chú thì mấy cái vong bình thường đâu là gần mình được, giờ có ai đâu mà nói chuyện với mình, nếu mà mình nghe đó là chỉ có ma nó nói thôi, cho nên là kệ đừng quan tâm tới nó. Đó thì tinh thần người nào người nấy cũng căng thẳng, nhưng mà cố gắng đè nén cái sự căng thẳng đó xuống. Thì một hồi sau á, cái mới nghe cái tiếng của ông hai: tụi bay ơi, tụi bay còn trên đó không? Đó, nghe rõ ràng vậy thì bốn người mới dòm xuống. Thì dòm xuống thấy ông hai đứng dưới á, ông đứng dưới mà ông đứng cái tướng thập thò kiểu như ông đang rình và đang chờ đợi cái gì đó. Cái bốn người thấy ông hai nói chuyện à, thì họ mới trả lời. Hai cái ông mà mới vừa ngủ cũng bật dậy trả lời luôn: tụi con trên đây nè chú hai ơi, không có sao, tụi con bình thường mà có gì không chú hai, sao chú hai leo xuống vậy? Tao thấy hình như có nó mày ơi. Ông nói vậy, ông nói nó, tao thấy nó rồi, nó đâu đây nè, nó mới núp. Thì mọi người khẩn trương lên, cứ bằng người này cầm cái giáo, người kia cầm cái cung. Hướng nào chú hai, hướng nào chú hai, thôi lên cây đi chú hai, lên cây chú hai. Cái vừa nói dứt tiếng vậy, trời đất ơi các bạn, ta nói ông hai á, ông đang đứng vậy mà ông thấy nguyên ở dưới cái cây nha, là nguyên một cái bóng hình nó lớn gấp đôi người bình thường mình, là nguyên cái bóng trắng nha, ta nói nó xõa tóc ra nhìn thấy ghê lắm. Nó hiện diện ở gần ông hai á, thì mọi người trên đây mới la làng lên: nó chú hai ơi, má chành, sau lưng ông kìa. Thì ai nấy cũng nôn nao và la lên để kêu ông hai ông leo lên. Ông hai ông quay mặt qua thì lúc này nó xà tới nó bóp cổ ông vậy, đành đạch mà thoát ra đâu có được, ở ngay dưới cái gốc cây luôn. Thì bốn người trên đây á, người nào cũng cầm da bùa này nọ, mà thấy ông hai dưới vậy đành đạch thì nghe cái tiếng của con trành nó gừ. Thì bốn người lúc này là không có còn bình tĩnh nữa, là mới đu dây xuống để mà mong là cứu ông hai. Bốn người đu dây xuống các bạn, đu dây mà họ la lên quá trời. Cây nhào xuống thì mới vừa nhào xuống ba ông, còn một ông còn dính trên sợi dây đeo á, thì trời đất ơi các bạn, con cọp tinh nó nhào ra nó bắt cỡ ba người như vậy đã đứng hoang mang, định chạy là cái chỗ ông hai, thì dòm là cái chỗ ông hai mất tiêu, ông hai không còn đó, con ma chành cũng mất tiêu luôn. Thì lúc đó là họ thẫn thờ bất ngờ rồi, kiểu là bao cái sự việc nó diễn ra nó ngoài cái sức tưởng tượng của họ, mà họ không biết cái nguyên do gì mà tự nhiên bây giờ ông hai nửa chừng ở đó bây giờ mất tiêu, đang đứng thơ thẳng vậy trong vòng vài giây thì nó nhào ra, mà đối với cọp ban đêm ban hôm nó dình sẵn, nhào ra nó dỗ cho người một phát tay và một cú cắn là cứ như rồi. Là ba ông chỉ kịp ớ một cái là rồi đó, là chết hết ba người. Còn bản thân cái người thứ tư á, tay chân cũng rung lẩy bẩy hết trơn rồi, lúc đó là quảng hồn vía đi đâu rồi, chỉ theo cái bản năng là bấu vô cái sợi dây mà la làng thôi. Thì con cọp nó mới thủ thế, nó nhúng người để nó nhảy lên nó bắt luôn. Thì trong cái lúc đó ông hai ta nói trời đã có cung ông bắn nè, rồi lao ông ném nè, mà ông có nghề nha, ông cầm một cái phản ông giọt tới liền đó. Thì là như lúc đó nó bắt người nó mê say sao không biết các bạn, mà trong số những cây cung của ông hai ông bắn á, thì có một cây tên trúng đó, mà ông bắn ghê lắm, bắn nhắm vô cái khu vực gần mắt không, tại không biết con cọp tinh này như vậy lắm, bắn khơi khơi là không chỗ được cái lớp da nó đâu, tại vì khoảng cách nó đâu có gần, mà cung hồi xưa đâu phải như cung mình bây giờ mà bắn một cái nó xa các bạn, bắn gần không à. Đó thì ông bắn sao mà nó trúng con mắt nó hay sao không biết các bạn, trời ơi nó dãy đành đạch nha, tao nói rụi cây cổi mà nhỏ gần đó rụi hết trơn. Ông mới la lên, ông nói mày lên, mày leo lên lẹ. Thì cái người thứ tư đó là mới là
định hồn, ráng định hồn lại leo, nhưng mà không may leo sao nó tuột cái tay, mới giật mình đó các bạn, rồi rung quá leo té, té từ trên đó mà té xuống đâu có chừng là 3-4 thước, té xuống cái là như mắc thở rồi, mà gần ở đó con cọp nữa, cọp ở gần đó nữa đó, thì nó mới nhào tới, nó phát tay như vậy nè. Ông Tư cũng la lên, thì cái này giật mình mới kiểu lăn qua né, lăn qua né, nhưng mà cũng bị nó quơ một cái là nửa bên mặt, nó quơ một cái là nằm một đống liền. Thì lúc này ông hai kiểu mà ông điên máu lên rồi, ông gặp mấy cái cậu thanh niên này bình thường cũng trong xóm chòm của ông này nọ, bây giờ nó quạt chết như vậy, ông điên máu ông lên, ông cầm cái phán ông nhào lại ông đánh ông chém nó, rồi ông phóng lao nó. Nó né được nhưng mà giống như làm như nó sợ ông hay sao các bạn, có phần nào nó e dè ông hay gì đó, mà nó dòm ông lâm một hồi cái nó giọt đi, nó không đánh động, mà cái sức của nó giọt đi thì 10 ông hai cũng không có đuổi theo kịp nó, chứ đừng nói một mình ông hai. Ông mới vượt là một đoạn thì ông mới sực nhớ ra cái người thứ tư không biết có sống chết làm sao, chứ ba người kia không biết chết rồi. Ông mới chạy đảo lại thì cái người đó là kêu bằng là hôi hớp không à. Đó. Thì bây giờ á, nếu một mình ông á thì ông lên cây nó dễ rồi. Cái sức của ông á, cái nghề của ông này nọ lên cây thì nó quá dễ đó. Còn bây giờ có thêm cái người này, ông phải na lên mà đang bị thương nữa, các bạn đâu có làm mạnh được đâu. Thì ông mới lấy trong người ra thuốc để đi rừng là vậy đó, lúc nào cũng kè mấy cái thuốc này thuốc nọ, nhằm khi bị rắn cắn đắp vô liền, rắn độc á, hay hoặc là con vật gì nó độc nó cắn vô là phải đắp vô liền. Ông thấy máu quá trời máu rồi, ông mới gịch ra, ông lấy thuốc ông đắp, mà cái tay cũng cầm lâm con phản á nghe, phòng trường hợp nó đảo lợi. Thì ông dòm xa ông thấy có con ma trành nó đứng đó, đứng đó nó dòm nó canh trong cọp hay sao á, mà nó không có lại gần. Cái tình thế lúc đó thì nó quá cấp bách rồi. Ông ráng ông gầm mà, nhưng mà cái người này không có chịu nổi, mới ráng theo kiểu là nói với ông hai. Ông hai nói tự tao dặn tụi bay đừng có xuống, mà tụi bay xuống làm chi. Thì họ mới kể là họ nói là hồi nãy ở trên rồi gặp ông hai bị rồi leo xuống. Thì lúc này ông hai mới biết các bạn, ông biết là ông cái trí của ông không bằng đó, kiểu như nó kêu giống như nó xuất hiện đằng đó ha, nó dụ ông đằng. Mà thật sự đó chỉ nhầm khi con ma trành, tại vì ông thầy Mo Ni ông có nói mà, tới hai cái dông là con ma trành nó hiện đằng kia, nó núp ló để cho ví dụ ông hai đi đẳng, chứ có ông hai ở gần đây dễ gì bốn người đó mà nhảy xuống được, để cho nó bắt mấy người này, mà nó càng bắt nhiều người nó càng mạnh nha các bạn. Đó, thì khi mà lúc nãy ông hai đứng đằng đó mà thấy hồi sao nó đứng đó nó dòm mình, ông mới coi cuội kỹ lại một hồi sau cái nó mất tiêu. Thì khi nó mất tiêu ông mới tưởng đâu là nó lấp núp vô những cây cối xung quanh chỗ nó để nó đi cái hướng khác, nó rình ổng. Ông vừa đi trở về thì ông cũng phải là đi rất là chậm, đi từ bước là phải canh me, phải dòm đủ thứ hết trơn. Thì trong cái thời gian đó đó nó mới lợi đằng đó nó rình. Thật sự con cọp tinh nó đâu có ở đằng cái chỗ ông hai thấy đâu, nó rình gần cái cây của bốn người kia đó. Thì con ma trành nó mới làm cái hình dáng của ông hai này nọ, nó đứng chứ cái bùa nó đâu có nhào lên trên nó xô được, chứ mà không có bùa nó nhào lên nó xô xuống hết rồi, nó không có xô xuống được này nọ, nó không có chỉ dẫn gì được, cho nên là nó dụ cho bốn người này xuống, giống như ông hai bị làm, giống như kiểu như ông hai bị gặp nạn để dụ bốn người đó xuống. Thì không may cái sự việc đó nó diễn ra nằm ngoài cái sức ông hai rồi. Là ngay thời điểm đó ông hai ông thấy tuyệt vọng rồi, ông nói rồi cái này là không làm lợi nó rồi. Mà trong một đêm thôi, đi suốt 8-9 ngày ròng rã trong rừng, mà trong một đêm một bốn người đi theo ông chết hết trơn. Thì lúc đó ông buộc lòng là dáng là ông leo lên trên cây. Ông leo trên cây ông dùng cung nỏ này nọ, ông sợ cái trường hợp nó lợi nó lấy cái xác, nó na cái xác đi. Đó. Thì cứ nó lâu cái nó lợi gần. Lợi gần cái ông ở trên là cung tên độ ông bắn.
Thì nó biết nguy hiểm, nó đâu có lợi nữa. Nó đứng từ xa xa vậy đó. Cứ tới gần sáng cái nó lặn nó tránh, thì ông hai mới xuống. Ông hai xuống chứ ông hai biết bây giờ lúc đó bước xuống cũng chết oan mạng thôi, chứ làm gì đâu làm lại nó. Tại nãy nó bất ngờ bị bắn trúng cái tên này nọ đó, thì nó lủi đi thôi. Đó, cái ông bơi suy nghĩ là bây giờ sao. Cái sức mình thì không có đem bốn thằng này về được. Mà dù cho mình có chôn cất tụi nó đó, chôn cất tụi nó thì mình bỏ mình về hay hoặc mình đi á, thì nó cũng đào cái xác lên. Mình cái sức mình thì mình chôn sâu cỡ nào được. Cây cối trong rừng rễ gốc biết bao nhiêu, ông đào thì biết chừng nào mới được bốn cái nguyệt để mà chôn bốn người đó. Mà đào sâu cỡ nào thì con cọp nó cũng đào lên nổi thôi. Dùng đất mà mới đào mình đắp cỡ nào được nó. Mà thí dụ như trong lúc mình đào nó mệt mỏi, mình đang ở dưới cái hố mình đào ở trên, nó dò xuống thì mình chết. Thành ra đó là ông chỉ còn một cách thôi. Đó. Thì ông có hỏi ông thầy Mo thời gian trước rồi, ông biết là giống như mấy người trong rừng mà bị cọp bắt chết á, linh hồn họ sẽ quản không biết đi về đâu hết trơn. Thì ông mới làm một cái có học cái hình thức đơn giản là để kêu hồn họ về. Thì ông đi, ông vừa đi, ông vừa kêu. Nhưng mà trước khi đi á, là ông mới quả tán bốn cái xác. Đó. Rồi ông lấy chút xíu hài cốt thôi. Ông mới leo lên trên cây. Ông leo lên trên cây thì đêm đó ông làm cái lễ trên cây. Ông nói là hồn với tụi bay là giờ, mấy đứa con này về đây ngồi với chú. Rồi sáng ra ông vừa đi, ông về. Ông về lại sớm lại làng. Thì ông về, ông đem được hài cốt về tới nhà là ta nói ông xỉu ngay luôn. Là bởi vì nó rất là cực khổ các bạn. Vừa phải canh nó, vừa phải rình nó, rồi đề phòng cái trường hợp mấy con ma chành nó tác động. Đi rồi phải chút xíu phải leo cây, dòm hướng này nọ tùm lum thứ đủ thứ chứ. Ông đi giờ ông kiệt sức, ông mới xỉu. Thì bà con mới đưa ông vô, tới chừng mà ông tỉnh lại thì ông khóc dữ lắm. Ông nói là tôi chỉ đem được cái hài cốt bố mới nói về thôi, chứ không có đem được cái xác nó về, nó chết hết trơn rồi. Thì bà con trong xóm người nào cũng đau lòng, mà chứ nhất là những cái gia đình có bốn đứa con đi chung với ông hai đó, người ta không trách ông hai. Nhưng mà con ta mắc thì ta cũng phải đau lòng. Cái ông hai ông ngồi ông thơ thẳng hoài, ông nói cái sức ổng là thua rồi. Thì ông mới nói như vậy. Ông nói bây giờ chỉ có nước là ở trong làng trong xóm mình thủ thôi. Rồi sau đó đó phải chờ thằng Tuốt nó về, là tôi với nó mới khả năng làm lợi con cọp này. Cái người mà được gọi là tên Tuốt á, là cái người này là đệ tử ruột của ông hai. Nói là đệ tử thôi, chứ thật ra đó bao nhiêu cái kỹ năng ông truyền cho cái anh Tuốt này, anh Tuốt này năng khiếu dữ dằn. Ảnh thời điểm đó anh mới có 22 tuổi nha. Nhưng mà kể như là về cái võ đó là không thua ông hai, thậm chí còn hơn ở sức trẻ. Ông hai ông người ta nói dạy võ là phải dạy trường là một môn nha, nhưng mà ông hai không biết. Ông biết anh Tuốt, tin tưởng anh Tuốt là kêu bằng là dạy hết trơn luôn, không chừa gì chứ. Kinh nghiệm đi rừng này nọ, bài thuốc này bài thuốc nọ chỉ hết luôn. Đó. Còn anh Tuốt thì anh không phải là cái người mà hồi xưa ở bản này, anh chỉ là cha của ảnh á, là cưới mẹ ảnh trong cái bản này. Mà mẹ ảnh thì bị một cái trường hợp là bị cọp, hồi xưa cũng bị cọp bắt chết. Rồi cha ảnh mới đi kiểu mà muốn trả thù cho vợ đó, rồi đi tìm vô cuộc rồi cũng không thấy về, cũng chết luôn. Lúc đó ảnh mới có năm có 11 12 tuổi à. Thì ông hai ông thấy vậy ông mới nuôi. Ông nhận làm đệ tử ông nuôi. Thì trong vòng 11 năm ông truyền hết trơn luôn. Mà thật ra là trước đó ông đã truyền rồi. Ông thấy anh Tuốt là ông đã thương rồi. 5 tuổi ông đã dạy rồi. Bây giờ cha mẹ nó mắc nữa, ông mới đem về ông nuôi. Thì ông truyền thụ hết trơn luôn. Kêu bằng anh Tuốt này rất là giỏi. Thì thời gian gần đây á, là ông hai á, ông có gửi cho một cái ông thầy giỏi hơn ông nữa. Là ông thầy đó ông giống như mọi lần giỏi hơn ông nữa. Là ông mới gửi lên trên đó, ông thấy là anh Tuốt kiểu như là quá giỏi rồi. Cái khả năng của ổng là không có dạy được thêm, không có muốn để cho đệ tử của mình nó dừng lại ở đó, cho nên là ổng mới gửi đi. Và khi ổng đi vậy thì thường thường cả năm trời mới về một lần.
đi suốt cỡ 2 năm nay, là tất cả năm nay là cũng 24 tuổi rồi. Một năm về có một lần à. Thì ông hai ông mới nghiệm ra cái thời gian này cũng sắp tới cái thời gian thằng Tuốt nó về. Thì thôi bây giờ đợi nó về thì hai thầy trò này nọ mới làm lợi, chứ kiểu như một mình là không làm được. Thì khi nghe ông hai nhắc đến cái anh Tuốt đó, bà con người nào người nấy cũng đặt cái hy vọng cao lên. Vì một phần vì cái tài năng của anh Tuốt, thì bà con trong xóm nghe qua cái lời ông hai với sự thể hiện của anh Tuốt thì bà con biết rồi. Anh Tuốt rất là giỏi. Và thêm một cái nữa đó, tại sao mà ông hai ông tuyệt đối tin tưởng đến mức độ như vậy, mà bà con trong xóm cũng tin tưởng, là bởi vì anh Tuốt này anh rất là hiền lành. Anh rất là hận những con cọp đó nha. Mà anh không biết là anh nói với còn nhỏ mà anh nói thầy anh câu như vậy nè, nói với ông hai như vậy nè. Anh nói là con hận là gì, nó bắt chết cha mẹ con. Nhưng mà bây giờ con có khả năng, con cọp với con là con có đánh chết được. Nhưng mà con cái á, con đâu biết con cọp nào là con cọp hại cha mẹ con đâu. Bây giờ con đi con săn lùng nó thì nhiều khi con giết những cái con cọp, mà những con cọp đó không có hại cha mẹ con. Thì nói câu đó rồi là ông hai ông nói thằng này nó còn nhỏ thôi mà nó đã thấu tình đạt lý như vậy rồi. Mà cái bản tính của anh Tú anh hiền lành lắm. Sức lực của anh là anh nói là thầy dạy con sức lực con bảo vệ mọi người. Anh không hề mà tỏ ra anh giỏi rồi anh ăn hiếp một ai, mà thậm chí anh còn đi giúp đỡ bà con lối xóm, làm cái gì anh cũng giúp đỡ đó. Đi vô rừng mà săn bắt được cái này kia về là anh chia người này anh chia người nọ. Anh nói là mỗi lần cha anh cũng vậy, mà thiệt cha anh mỗi lần cũng vậy đó. Không giỏi bằng ảnh, cha nó không giỏi bằng ảnh, nhưng mà cái lòng tốt là vậy đó. Đó là bởi vậy cái ai cũng quý ai cũng thương hết trơn. Thì lúc đó trong xóm có một cái cô bảo sẽ cô kêu là cô Na đi ha. Thì cái chị Na này nè rất là xinh đẹp và cũng rất là hiền lành, thì người ta mới nghĩ là sau này sẽ để cho anh Tú cưới cái chị Na đó. Nó chị Na đó thì cứ đợi chờ anh Tú anh về hoài. Thì nghe ông hai ông nhắc vậy rồi, bà con người ta nói thôi bây giờ ông hai nói đúng, bây giờ phải chờ anh Tú nó về, phải hai thầy trò rồi hợp sức với nhau này nọ là mới có khả năng làm được. Còn ông thầy Mo thì ông nói như vậy, ông nói trong cái thời gian chờ đợi nó đó thì tôi phải đi bàn với cái ông thầy Monia. Chuyến này đi á là phải đi chung, tôi với ông Monia với lại anh hai với thằng Tuốt đi chung, bốn người mình đi chung. Thì ông hai ông e dè là ông nói là nếu mà vậy thì ai bảo vệ làng xóm. Thì ông thầy Mo ông nói tính trước hết trơn rồi, có nhờ mấy thanh niên ở bên làng của ông Monia là đi qua đây, thì cũng có đệ tử ông Monia trong đó, thì sẽ giúp được, nói chung là khả năng bảo vệ cho bà con trong xóm là vô tư, sẽ làm được cái điều đó. Cái mới quyết định như vậy thì ông thầy Mo mới đi qua bên ông Monia. Hai ông mới bàn với nhau rồi thuyết phục ông Monia của ông chấp nhận hay không. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái việc rất là nguy hiểm. Thì cuối cùng Monia ông chịu, ông chấp nhận. Thì ông mới dắt qua đâu hai người đệ tử của ông qua với mấy người thanh niên là đi qua để giữ cho bà con trong đây là không bị con cọp tinh nó xuống nó trả thù. Còn cái nhóm người này sẽ lập cái kế hoạch là chuẩn bị cái gì. Và ông thầy Monia cùng với ông thầy Mo là hai ông hợp sức với nhau để sơn những cái loại bùa lên người của ông hai, cũng như là đợi anh Tuốt về sơn bùa lên trên ảnh luôn đó. Thì khi mà sơn những cái bùa đó là sẽ giúp cho hai người có thể là dùng cái khả năng của mình chiến đấu với cọp tinh mà không bị cái miếng ma chành ảnh hưởng. Thì hai ông phải hợp sức lại đó, thì tất cả chuẩn bị hết trơn là chỉ chờ đợi anh Tuốt anh về thôi. Thì sau đó thì đâu khoảng chừng một tháng trời á, con cọp tinh nó cũng xuống nha các bạn. Nó rình mò. Thì trong một tháng đó vậy đó mà nó cũng bắt được hai người. Bắt chết được hai người. Một là đứa nhỏ, hai là một cái người phụ nữ đi trong rẫy đó, ban ngày đó mà nó xuống nó bắt. Thì cái vấn đề này nó cũng nằm ngoài rồi. Đâu phải là lúc nào cũng phải bảo vệ, đi làm rẫy rồi cũng phải đi theo. Thì vậy nó gần bờ, gần xôi, gần
gần bản gần xóm đó, thì có gì thì chạy về, chứ đâu có phải mà như mình bây giờ mà làm cái vừa cái tường thành vững chắc này nọ, đâu có phải như vậy. Các bạn cũng phải đi mằng này nọ, thì kỹ tính với nhau, đi đông đông mà biết sao đó bị bắt. Thằng nó bị bắt chết hai người đó, thì cái sự hận thù của người ta đối với con cọp tinh, riêng con cọp tinh đó cũng rất là nhiều. Cái ông thầy Moni ông đủ, ông vũ thử đủ mọi cách hết trơn, thậm chí ông còn lấy cái da con cọp á, rồi ông làm vô trong cái một cái, ông kêu người ta đẽo thành một cái cây á, đẽo thành cái hình con cọp, rồi mới chồng cái lớp da đó vô đó, là mới để đàn dụ nó đánh đập con cọp này, chối lợi này nọ ha. Thì với cái bùa của mấy ổng thì con ma trành nó không biết đâu, nó không biết đâu. Thì nó dòm nó xuống, nó cũng gầm gừ rồi nó rú vậy đó, chứ nó xuống nó không xuống, khiến cho mấy ổng là làm cách này cách kia, nhiều cách là không lợi. Thôi thôi bây giờ phải chờ đợi thôi, tại vì họ biết chỉ cần ông hai đi vào trong rừng là nó sẽ tìm cách nó theo bắt ông hai. Thì lúc đó đó mình biến mình từ bị động thành chủ động, kéo nó theo, đi theo ông hai thì coi như là bà con trong xóm này là cũng 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 an toàn rồi. Thôi thì ít ngày sau thì may mắn anh Tú anh về. Thì khi mà anh về rồi đó, với cái sức của anh đó, là ông hai ông mới ra ông thử, ông coi coi là học trò của mình đó, đi được hai hai năm trời như vậy đó, thì khả năng nó có lên cao được cái mức độ nào hay không, hay là nó chỉ là dừng lại, nó không có tiến bộ nhiều, ông phải thử chứ. Thì khi mà ông thử á, ông mới gật đầu, ông nói là thằng học trò của mình nó quá giỏi. Bây giờ là ông hai làm ông lợi rồi đó, giỏi hơn ông hai rồi đó, mà không những giỏi hơn ông hai về những cái thế võ, mà cái sức lực thì đương nhiên trẻ mà phải hơn ông hai rồi, rồi có thêm một cái tài khác là ông hai coi như vậy chứ ông bắn cung không không giỏi, mặc dù con mắt ông rất là tinh, nhưng mà ông chỉ giỏi ở cái mức độ cận chiến thôi. Các bạn cận chiến ông quơ được con cọp, nó thấy khó mà nó lui đó. Còn cái mũi tên ông bắn á, là do ông chạy gần lắm nó mới bắn được, trúng được mắt. Và đệ tử của ông á, anh Tuốt bây giờ về á, thì thí dụ như ông đi, ông dương cung, cái sức của ông á là theo như cái loại cung đó, ông dương và ông bắn được với cái tốc độ cao ở thí dụ như là 50 thước đi, thì anh Tuốt anh bắn được 70 thước đó. Cái lực cung của anh vậy đó, mà cái độ chính xác cũng cao hơn ông hai nữa, rồi có thêm như một cái ngón nghề khác nữa là đánh, kêu bằng đánh cái loại mà cái dây xích mà quấn vô cái thương đó các bạn. Nếu mà có cái phạm vi rộng á, là anh múa luôn, anh làm rất là chính xác luôn. Thì ở cái đầu dây xích một đầu là vô trong cái thương đã dài rồi đó, thì một đầu nữa cỡ chừng một thước mấy đầu đó, là cuột từ cái thương đó, đó dài ra. Thì ở đầu, cái đầu cuối cùng của cái sợi dây xích đó là một cái lưỡi gì đó, nó rất là bén, nhưng mà bình thường nó sẽ quấn xung quanh cái thương. Rồi khi mà đấu á, với cái cự ly xa mà cần quơ như vậy nè, thì sẽ làm cái gì đó để xức cái đó ra. Rồi Bảo không biết cái vụ đó, rồi đó giờ rồi nghe lời cởi mà cởi lại thôi nha, chứ còn mà Bảo cũng không thấy, hồi xưa giờ coi phim không ít có thấy cái trường hợp đó. Mà hồi trước thì có những cái xích mà người ta cuột ở cái đầu thương, cái gán thương thì có thấy, nhầm khi đi vô mấy cái chỗ người ta hồi xưa người ta luyện võ mà người ta có giữ là cái kỷ niệm á, hình ảnh mà trắng đen, chụp hình trắng đen á, thì bao giờ mà có thấy nha, còn bây giờ thì hình như không có thấy đó. Cái có được cái ngón nghề này là ngon rồi, có nghĩa là không cho con cọp đó tiếp cận. Nếu như vô một cái khu vực nào nó trống trải, bình thường ông hai á, Bảo có kể là ông hai ông sợ cái đoạn trống trải là ông làm không lợi nó, ông cận chiến mà ông cần những cái chỗ mà nó hẹp, tại vì cái thân thể con cọp nó lớn, thì mặc dù nó nhanh nó mạnh nhưng mà vô những cái vị trí hẹp thì nó không nhanh bằng ổng đâu, nó không xây chở được bằng ổng đâu. Thì ổng rất là ngại cái trường hợp mà chỗ trống để đấu với con cọp đó, mà bây giờ có đệ tử mình nó làm được cái đó rồi.
Ông mừng, hết sức mừng, và ông nghĩ rằng đây là một cái điểm để mà nói cho ông biết được rằng á, là cái ngày tàn của con cọp tinh nó tới. Nó thì trong lên sớm trong chòm, khi mà anh Tuốt anh về rồi, ai cũng háo hức á, ai cũng mừng rỡ và họ hy vọng rất là nhiều. Thì không biết là cái chuyến này đi có được như những gì ông Hai suy nghĩ hay không. Thì mọi người hãy cùng với Bảo đón chờ tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.